Dumas xin chào các bạn và chào mừng các bạn lại tiếp tục quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay chúng ta lại đến loạt bài toán ôn luyện thi học kỳ 2 của chương trình hình học phẳng toán lớp 10. Bài toán này mà mình muốn chia sẻ cho các bạn là một bài toán liên quan tới phần cực trị trong hình học phẳng. Một bài toán khá là thú vị. Nào, chúng ta hãy bắt đầu ngay sau đây nhé. Viết phương trình đường thẳng D đi qua điểm A tọa độ 23 và cắt tia OX OY tại MN sao cho biểu thức 6 lần OM cộng cho ON đạt giá trị nhỏ nhất, trong đó O là gốc tọa độ. Rồi, bài toán này là một bài toán liên quan tới phần phương trình đoạn chắn trong hình học phẳng. Thì mình nhắc lại sơ qua về cái phương trình đoạn chắn nhé. Ở đây thì do đường thẳng D cắt các tia OX OY lần lượt tại MN. Vì vậy chúng ta có thể gọi điểm M có tọa độ là A0, điểm N tọa độ là 0B. Trong đó AB là những số dương do đường thẳng D nó cắt các tia OX OY, tức là nó nằm theo chiều dương nhé các bạn. Như vậy lúc này dựa theo cái lý thuyết về phương trình đoạn chắn thì chúng ta sẽ có được cái phương trình đường thẳng D có dạng như sau: X trên A cộng Y trên B bằng 1. Rồi, nếu như các bạn nào mà vẫn chưa nắm về cái phương trình đoạn chắn này hay là mới lần đầu biết thì các bạn nên ghi nhớ cái phần này nhé. Bởi vì phần phương trình đoạn chắn là một trong những bài toán mà cũng rất dễ ra thi, đặc biệt là trong cái phần trắc nghiệm. Đến đây thì chúng ta sẽ dựa vào cái giả thiết đó là do đường thẳng D đi qua A tọa độ 23. Vì vậy mà chúng ta sẽ thay tọa độ điểm A vào phương trình đường thẳng D. Ta sẽ có một cái đẳng thức đó là 2 trên A cộng 3 trên B bằng 1. Và các bạn rút B ra cho mình. B sẽ bằng là 3A tất cả trên cho A trừ 2. Và lưu ý các bạn ở đây là do B dương. Vì vậy mà A trừ 2 dương, hay nói cách khác là A phải lớn hơn 2. Như vậy cái việc mà mình rút ẩn B theo A để lát nữa khi chúng ta xét cái biểu thức 6 lần OM cộng cho ON, chúng ta sẽ đưa về một cái biểu thức mà chỉ chứa cái biến số A. Và lúc đó thì chúng ta sẽ đi tìm cái mắc min của cái biểu thức dễ dàng hơn. Rồi, như vậy thì lúc này chúng ta sẽ xét cái biểu thức 6 OM cộng cho ON, hay nó chính là bằng là 6A cộng cho B. Thì các bạn nhìn trên hình vẽ các bạn thấy là độ dài OM thì chính là bằng A và độ dài ON thì chính là bằng B. Đến đây các bạn thay B bằng 3A trên A trừ 2 vào, ta sẽ có được là cái biểu thức này lại tiếp tục bằng 6A cộng cho 3A trên cho A trừ 2. Thông thường thì đối với chương trình của lớp 12 thì đến đây chúng ta chỉ cần đặt cái hàm này là hàm FA và chúng ta đi khảo sát hàm số là xong. Tuy nhiên đối với chương trình lớp 10 thì chúng ta lại chưa học cái bảng biến thiên của cái hàm phân thức. Vì vậy mà trong bài toán này mình sẽ giải quyết theo cái hướng đó là sử dụng bất đẳng thức Cauchy. Để sử dụng cái bất đẳng thức Cauchy, ở cái phần tử là 3A, mình sẽ thêm bớt cho một lượng đó là trừ 6 cộng 6. Và mình sẽ nhóm 3A trừ cho 6 thành một nhóm. Suy đó chúng ta sẽ có cái nhân tử chung, đó là 3. Và bên trong sẽ còn là A trừ 2. Nào, lúc này biểu thức của mình sẽ được biểu diễn như sau: 6A cộng cho 3, tất cả nhân cho A trừ 2, cộng cho 6 trên cho A trừ 2. Đến đây thì ở cái biểu thức là 3 nhân A trừ 2 cộng cho 6 tất cả trên cho A trừ 2 thì các bạn sẽ tắt ra. Như vậy kết quả của mình sẽ được là 6A cộng cho 3 cộng cho 6 trên cho A trừ 2. Tiếp tục ở biểu thức 6A thì mình sẽ thêm một lượng đó là trừ 12 cộng 12. Rồi sau đó mình sẽ nhóm 6A trừ cho 12 lại thành một nhóm. Khi đó nó sẽ có nhân tử chung đó là 6 nhân A trừ 2. Các bạn hãy quan sát vào cái biểu thức mới như sau: 6 nhân A trừ 2 cộng cho 6 trên cho A trừ 2 cộng cho 15. Cái lý do mình thêm bớt như vậy thì giải thích cũng khá đơn giản thôi. Bởi vì ở cái biểu thức đó là 6 trên A trừ 2 thì cái mẫu của mình nó có A trừ 2 rồi. Vì vậy mà ở cái tử mình sẽ cố gắng là thêm bớt làm sao cho nó có đúng một cái lượng là A trừ 2 luôn. Để khi chúng ta áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số thì nó sẽ triệt tiêu được cái biến A. Đến đây thì mình cũng nhắc lại về cái bất đẳng thức Cauchy cho hai số. Thì nếu như chúng ta cho hai số dương A và B, khi đó chúng ta sẽ luôn có được cái bất đẳng thức như sau. Đó là A cộng B thì luôn luôn lớn bằng 2 căn AB. Và như vậy thì chúng ta sẽ áp dụng vào cái bất đẳng thức Cauchy cho cái biểu thức này. Cụ thể ở đây chúng ta sẽ áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số, đó là 6 nhân A trừ 2 và 6 trên cho A trừ 2. Chúng ta sẽ có cái biểu thức này sẽ luôn luôn lớn bằng một biểu thức mới như sau: 2 căn của 6 nhân A trừ 2 nhân 6 trên A trừ 2 cộng cho 15. Và các bạn thấy là biểu thức trong căn nó đã triệt tiêu được cái biến A. Và trong căn sẽ còn là 36.
và kết quả của cả cái biểu thức này nó sẽ bằng là 27. Hay nói khác là giá trị nhỏ nhất của cái biểu thức 6OM cộng cho ON chính là bằng 27. Và dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi đó là 6 nhân A trừ 2 thì bằng là 6 trên A trừ 2. Hay tương đương đó là A trừ 2 tất cả bình phương bằng 1. Và các bạn giải ra được là A bằng 3 hoặc là A bằng 1. Trong đó thì A bằng 3 chúng ta nhận, còn A bằng 1 chúng ta loại. Do ở cái điều kiện ban đầu đó là A phải lớn hơn 2. Và với A bằng 3 thì chúng ta thay ngược lại vào cái biểu thức B bằng 3A trên A trừ 2. Ta sẽ có được kết quả là B bằng 9. Như vậy chúng ta đã tìm được giá trị A nhỏ và B nhỏ. Lúc này phần cuối cùng chúng ta chỉ việc thay vào phương trình đường thẳng D để kết thúc bài toán. Cụ thể đường thẳng D sẽ có phương trình như sau là x trên 3 cộng y trên 9 bằng 1. Hay quy đồng chúng ta sẽ tương đương về cái phương trình dạng tổng quát. Đó là 3x cộng cho y trừ cho 9 bằng 0. Và chúng ta kết thúc cái bài toán này ở đây. Và trong bài toán này chúng ta đã sử dụng hai cái kiến thức cơ bản. Thứ nhất đó chính là phương trình đoạn chắn. Và cái thứ hai đó chính là bất đẳng thức Cauchy. Và trước khi áp dụng bất đẳng thức Cauchy thì các bạn cần phải thêm bớt một lượng nào đó sao cho mà khi áp dụng bất đẳng thức Cauchy nó sẽ mất được cái biến A. Cái việc thêm bớt này cũng khá là dễ dàng thôi. Nếu các bạn làm nhiều thì các bạn cũng sẽ quen. Và dĩ nhiên trong bài toán này cũng có khá nhiều cách để xử lý. Đây cũng chỉ là một cách mà mình muốn chia sẻ cho các bạn. Vậy nhé, trong quá trình mình giải bài toán này thì nếu bạn chưa hiểu chỗ nào, đừng ngại để lại vài dòng bình luận bên dưới cho mình được biết. Mình kết thúc cái video này tại đây. Nếu bạn thấy bài giảng này hay, đừng tiếc lại cho mình một nút like ngay nha. Đồng thời nếu đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình, đừng quên bấm một nút đăng ký và ấn vào chiếc chuông thông báo nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại UMAT TV. Mến chào và chúc bạn người học tập thật vui và thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục hỏi đáp nhanh tiếp theo.